Kofun, gờ mộ của hoàng đế và quý tộc. Thiên hoàng Nintoku, vị hoàng đế thứ 16 của Nhật Bản, là một tài năng xuất chúng, cai trị vương quốc trong suốt 86 năm cho đến khi băng hà vào năm 142. Những gì về thiên hoàng Nintoku mà lớp hậu thế biết đến ngày nay là Kofun và lăng mộ của vị hoàng đế này thuộc loại cổ mộ lớn nhất hành tinh, được biết đến dưới cái tên là Daisenryo Kofun. Đó là một gò đất khổng lồ hình lỗ khóa và dài gấp đôi so với đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Trong khi 3 tầng của cổ mộ chỉ bằng 1/4 chiều cao so với Giza, nhưng khối lượng thật đáng nể. Lăng mộ Nintokuryo là một trong số 50 gò mộ được gọi chung bằng cái tên là phức hợp Mozu Kofungun bao quanh thành phố Sakai, và đây cũng là phức hợp mộ táng lớn nhất thế giới. Khách du lịch, giới khảo cổ và thậm chí hoàng gia Nhật hiện nay cũng chỉ được phép đến cây cầu ở hào nước thứ hai rồi dừng lại ở đó. Không ai được phép vượt qua hào nước cuối cùng kể từ khi có một cơn bão lốc đã tàn phá phần dưới của mộ từ năm 1872. Văn phòng quản lý nội chính hoàng gia Kunaicho là cơ quan chuyên trách coi sóc các lăng tẩm, địa danh tôn giáo linh thiêng, đã tuân theo quy tắc phong tỏa với người bên ngoài. Gần đây, Kunaicho mới thuê các nhà khảo cổ để khai quật những ngôi mộ nhất định và giúp duy tu bảo dưỡng lăng tẩm. Nhằm bảo vệ Kofun, IHA đã cho phép trồng cây cối lên lăng mộ thành một cánh rừng xanh bát ngát. Kofun là nơi an giấc thiên thu của các hoàng đế, hoàng hậu và những thành viên quý tộc ưu tú trong xã hội phong kiến Nhật Bản. Lăng mộ hình lỗ khóa lớn nhất trong số đó nằm gần ngoại ô của thành phố cổ Sakai thuộc tỉnh Osaka, phía tây nam thủ đô Tokyo, nơi an giấc của thiên hoàng Nintoku, hoàng đế thứ 16 của Nhật Bản. Các sử gia nói rằng thiên hoàng Nintoku là hoàng đế thần thoại của thế kỷ thứ 5, còn được gọi là đại vương Yamato. Theo thần thoại của đất nước mặt trời mọc, thiên hoàng Nintoku là một kỹ sư, kiến trúc sư tài năng xuất chúng, người đã cho xây dựng hàng loạt kênh đào và các kiến trúc công cộng khác, bảo vệ thần dân chống lại giặc đói. Nintoku cai trị vương quốc trong suốt 86 năm, cho đến khi băng hà. Không có tài liệu chính xác để nói về cuộc đời của thiên hoàng Nintoku hay triều đại của ông, song có phỏng đoán cho rằng ông đã trị vì Nhật Bản từ năm 313 đến 399. Lăng mộ của thiên hoàng Nintoku. Lăng mộ này được cho là đã được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, với sự góp mặt của 2.000 người làm việc suốt ngày đêm trong 16 năm liên tục. Lăng mộ Nintoku dài tới 486m và cao 35m, dài gấp hai cạnh đáy của đại kim tự tháp Pharaoh Khufu ở Giza. Gò mộ hình lỗ khóa này được cấu tạo từ hai phần kiến trúc. Một cái gò tròn nằm ở phía sau là nơi đặt quách của hoàng đế và các thành viên của hoàng gia được an táng, được kết nối với một cái gò hình chữ nhật hoặc hình thang, nơi diễn ra các nghi lễ trong suốt quá trình an táng. Phức hợp gò cổ mộ thiên hoàng Nintoku rộng tới 470.000m2 và có nhiều hào nước bao bọc quanh, bảo vệ cho gò mộ tránh mọi sự xâm hại bên ngoài. Từ cổng vào, có cảm giác như gò mộ là một cánh rừng rậm với vô số bụi cây cao. Ông Kurahashi, phụ trách bảo tàng thành phố Sakai, nói rằng những vị hoàng đế thuở xưa có lẽ không hề có ý định biến lăng mộ thành hình lỗ khóa khổng lồ, nhưng qua thời gian, cây cối đã tạo nên hình dạng độc đáo như thế. Gò mộ của thiên hoàng Nintoku là lớn nhất thế giới, thì về phía nam, nơi có gò mộ nhỏ hơn là của con trai ông, hoàng đế Richu, và nằm không xa giữa hai gò mộ này. Ở phía đông là gò mộ lớn thứ hai được dùng cho nơi an giấc ngàn thu của hoàng hậu Ojin. Quanh gò mộ khổng lồ của thiên hoàng Nintoku còn có 16 ngôi mộ vệ tinh nhỏ hơn là nơi an táng các thành viên khác của hoàng gia. Di sản thế giới. Ông Hisanori Kato, cố vấn cấp cao về quan hệ quốc tế tại Sở Du lịch và Văn hóa thành phố Sakai, nói rằng kể từ khi xảy ra trận siêu bão vào năm 1872 dưới thời Minh Trị, thì lần đầu tiên mới có con người chính thức đặt chân vào khuôn viên của gò mộ Nintoku, cũng như giới địa phương mới có điều kiện để mục sở thị và đánh giá mức độ thiệt hại do bão gây ra tại khu mộ địa. Và cũng nhờ trận siêu bão mà dân tỉnh Sakai mới có dịp nhìn thoáng qua kho lịch sử giàu có được cất giấu bên trong gò mộ Nintoku. Ông Kurahashi cho hay, giới chức địa phương đã thăm dò vòng ngoài của khu gò mộ sau trận bão năm 1872 và đã chiêm ngưỡng kho tàng hiện vật vô giá gồm giáo mác, cung tên cổ xưa, mũ nón, những chiếc chén đĩa bằng thủy tinh, nhiều chiếc lọ bằng đất sét và đồ đất nung được tạo tác mang hình dáng con chó hay ngựa gọi là Haniwa.
Hôm nay, quần thể gò cổ mộ ở thành phố Sakai vẫn còn nguyên vẹn và được bảo tồn kỹ lưỡng, vẫn đứng hiên ngang và hài hòa với kiến trúc hiện đại của thành phố. Quần thể gò mộ Thiên Hoàng Nintoku được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, là một địa điểm tham quan du lịch kỳ thú và hấp dẫn với du khách thập phương khi đặt chân tới xứ sở Hoa Anh Đào.